Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng tin tức 24h TV điểm qua những tin tức nóng nhất đáng chú ý có trong ngày. Thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 hôm nay, mời quý vị đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Nóng. Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 đều ở Hải Dương. Một bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng rất nặng, tiên lượng tử vong. Tin vui, bệnh nhi Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam đã được ra viện. Hải Phòng yêu cầu kỷ luật mức cao nhất cô giáo về Hải Dương ăn Tết nhưng khai lên Hà Nội. Hải Dương vẫn chưa làm sáng tỏ được nguồn lây ở ổ dịch Cầm Giang. Bắc Ninh hỗ trợ Hải Dương 1 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Nóng, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương. Theo bản tin tối ngày 19 tháng 2, Bộ Y tế công bố trong số các bệnh nhân mới tại Hải Dương, 13 người là F1 đã được cách ly từ trước, một trường hợp ghi nhận ở khu vực phong tỏa. Theo đánh giá của Bộ Y tế, các bệnh nhân này không có nguy cơ lây lan đối với cộng đồng. Ngoài ra, Hải Dương cũng phát hiện thêm một người mắc COVID-19 qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Bệnh nhân đã được cách ly ngay, công tác điều tra dịch tễ đang tiếp tục thực hiện. Hiện tại, 7 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trí Linh. Một người được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh Hà Nội. Những trường hợp còn lại được điều trị tại Bệnh viện Giã dạ chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Việt Nam đang có 139.446 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 604 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.450 trường hợp, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 125.392 người. Hiện Hải Dương có 5 ổ dịch lớn, gồm thành phố Chí Linh, Cẩm Giang, Kinh Môn, Nam Sắt, và thành phố Hải Dương. Theo ghi nhận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, đây là ổ dịch có tính chất phức tạp. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá, đợt dịch thứ ba tại Hải Dương có sự phức tạp, nghiêm trọng hơn hẳn các đợt trước. Đây là chủng virus đột biến với tốc độ và thời gian lây lan nhanh hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, việc xảy ra tại một số đơn vị sản xuất với hàng nghìn công nhân cũng chính là nguyên nhân khiến virus lây lan nhanh chóng hơn. Vì vậy Hải Dương cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm hơn nữa. Thứ trưởng Sơn khẳng định Bộ Y tế sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ cho Hải Dương trong công tác phòng chống dịch. Từ ngày 27 tháng 1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 770 người mắc COVID-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh thành phố, gồm Hải Dương 590 bệnh nhân, Quảng Ninh 60, Hà Nội 35, Gia Lai 27, Bình Dương 6, Bắc Ninh 5, Điện Biên 3, Hòa Bình 2, Hải Phòng 1. Thành phố Hồ Chí Minh 36, Bắc Giang 2, Hà Giang 1 và Hưng Yên là 2. Một bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng rất nặng, tiên lượng tử vong. Thưa quý vị, mới đây Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi hội trần quốc gia bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng trên toàn quốc. Buổi làm việc trực tuyến có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, tổ trưởng tổ hội trần bệnh nhân COVID-19 nặng, giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, chủ tịch hội hô hấp Việt Nam, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Hà, phó chủ tịch hội truyền nhiễm Việt Nam và gần 100 chuyên gia cán bộ y tế khác. Các chuyên gia đã hội trần 3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đây là 3 trường hợp cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền đi kèm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường. Đặc biệt bệnh nhân 1536, 79 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân được đánh giá rất nặng, tiên lượng tử vong do tuổi đã cao. Trường hợp này đã điều trị tăng huyết áp và tiểu đường hơn 10 năm. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã áp dụng tất cả các phương pháp điều trị và huy động những loại thuốc tốt nhất. Trước đó bệnh nhân 1536 từ Mỹ về Việt Nam, nhập viện vào ngày 15 tháng 1, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nền tăng huyết áp tiểu đường tuyếp 2, suy tim, biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Trong quá trình điều trị cùng với nhiều giải pháp chuyên môn khác, bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 1823, 65 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày thứ 12. Bệnh nhân 1823 bị tiểu đường, bắt đầu suy hô hấp từ ngày 7 tháng 2. Đến ngày 9 tháng 2, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu và can thiệp ECMO. Đến nay, người này đã phải thở máy ngày 11 và chạy ECMO sang ngày thứ 6. Các chuyên gia chẩn đoán, bệnh nhân 1823 có đờm đặc, run cơ nhiều, bụng mềm, trướng vừa, xuất huyết dưới da bụng. Bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được các bác sĩ tiên lượng nguy kịch. Trường hợp thứ ba là một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 2, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Người này phải thở máy xâm nhập, bạch cầu tăng, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân được phát hiện trong cộng đồng là F2 tự cách ly tại nhà, trong khi đó F1 của bệnh nhân cách ly tập trung đã âm tính 3 lần. Ngày 17 tháng 2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao kèm khó thở và được chuyển vào Trung tâm Y tế Kinh Môn làm xét nghiệm. Ngày 18 tháng 2, bệnh nhân được chuyển viện Bệnh viện Giã chiến số 2. Các thành viên hội đồng chuyên môn đã trao đổi kỹ về những ca bệnh trên để đưa ra ý kiến chuyên môn với từng trường hợp như vấn đề xét nghiệm, cấy vi sinh, huyết học, liều lượng sử dụng thuốc, dinh dưỡng, vân vân. Theo báo cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, tính đến ngày 19 tháng 2, Việt Nam hiện có 714 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị trên cả nước, trong đó 83,3% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng, 14,2% trường hợp gặp biểu hiện nhẹ, đặc biệt 15 ca bệnh tiên lượng nặng chiếm 2,1%, một bệnh nhân phải thở máy không xâm nhập, hai trường hợp khác được đánh giá là nguy kịch phải can thiệp ECMO. Ông Khuê cũng đề nghị các cán bộ y tế bám sát hoạt động, khuyến cáo của tiểu ban điều trị và hội đồng chuyên môn. Phó giáo sư Khuê đề nghị các cán bộ y tế nỗ lực tận tâm, đảm bảo thời gian và đáp ứng chuyên môn với từng cơ sở y tế tại Hải Dương. Việc cử cán bộ tới hỗ trợ phải được quản lý, theo dõi và báo cáo thường xuyên về Cục Quản lý Khám chữa bệnh và tiểu ban điều trị. Tin vui, bệnh nhi COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam đã được ra viện. Cháu bé sau đó được đưa vào bệnh viện giã chiến số 2 Hải Dương điều trị cách ly. Mẹ của bé, chị LTH, 23 tuổi, theo cùng để chăm sóc con. Tới nay bé C đã tròn 40 ngày tuổi. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính, bé được các bác sĩ công bố khỏi bệnh và cho ra viện trong chiều ngày 19 tháng 2. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Đếm, khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia hỗ trợ bệnh viện giã chiến số 2 cho hay, bé C hiện có toàn trạng ổn, bú tốt, tăng cân. Mẹ của bé cũng có kết quả âm tính SARS-CoV-2 nên được ra viện cùng con vào chiều nay. Theo như tin tức của tin tức 24 giờ TV, chị Đê cho biết vô cùng xúc động hạnh phúc khi biết tin con khỏi bệnh sau thời gian dài điều trị. Chị đã sắp xếp xong hành lý từ sớm và đang mong chờ tới khoảnh khắc được trở về. Để tâm sự, việc đầu tiên tôi làm khi cùng con về tới nhà là nhờ người mua ít bánh kẹo đặt lên ban thờ, thắp nén nhang khấn tổ tiên, sau đó dọn dẹp lại nhà cửa. Cả gia đình đi cách ly hơn 20 ngày nay, ngôi nhà phải cửa đóng then cài qua cả dịp Tết. Trước đó vào ngày 29 tháng 1, chồng của D, công nhân công ty Po được ghi nhận mắc Covid-19. Gia đình 7 người, gồm ông bà, bố mẹ chồng, hai con, con trai 2 tuổi, con gái 21 ngày tuổi và D là diện F1, phải đi cách ly tập trung. Tại khu cách ly trường mầm non Thái Sơn, D ở cùng phòng với hai mẹ con và mẹ chồng. Đến tối ngày 1 tháng 2, cô nhận được cuộc điện thoại báo tin bé gái đã dương tính. Hai mẹ con cần chuẩn bị đồ gấp để chuyển lên bệnh viện điều trị. Ngày đầu nhập viện, bé gái xuất hiện triệu chứng ho, thở khò khe. Bác sĩ xếp con vào nhóm nguy cơ cao bởi sức đề kháng yếu, dễ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, có nguy cơ ngừng thở. Đề được dặn, theo dõi sát các diễn biến của con, kịp thời báo cho nhân viên y tế nếu có tình huống xấu. Bốn ngày đầu tiên, đề gần như thức trắng, chị nằm nhìn con bác sĩ dặn cô đeo khẩu trang cho cả bản thân và bé tránh ôm ấp âu yếm con để giảm nguy cơ lây nhiễm cửa phòng phải mở thông thoáng hạn chế phát tán virus quá nhiều do trẻ nhỏ thường diễn biến bệnh rất nhanh các bác sĩ thường xuyên lưu tâm tới vấn đề ăn uống nhịp thở nhiệt độ hoặc các biểu hiện của đường tiêu hóa như nôn chớ tiêu chảy của trẻ sau nhiều ngày điều trị em bé khỏe mạnh hơn bớt khò khe ít ho hơn được đánh giá tiên lượng tốt tiến triển khả quan. Năm nay gia đình D không được đón Tết cùng nhau mà phải chia thành nhiều ngả vì dịch bệnh. Để tâm sự để vơi bớt cảm giác tủi thân đêm 30 Tết, họ gọi video từ các khu cách ly cùng trò chuyện qua khoảnh khắc giao thừa. Ngay đêm mùng 1 Tết, nhận món quà đầu năm là con gái có kết quả lần đầu âm tính với SARS-CoV-2. Hai mẹ con được chuyển sang khu bệnh nhân âm tính, tiếp tục theo dõi. 16 giờ ngày 19 tháng 2, em bé được công bố khỏi bệnh cùng nhiều bệnh nhân covid-19 khác tại bệnh viện giã chiến số 2. Hiện tại người thân của D vẫn chưa thể trở về nhà do còn trong thời gian cách ly tập trung. D dự định cùng con gái thực hiện thật tốt việc tự cách ly trong 14 ngày tới theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ. Sau đó sẽ tổ chức Tết muộn khi gia đình đoàn tụ. Hải Phòng yêu cầu kỷ luật mức cao nhất cô giáo về Hải Dương ăn Tết nhưng khai lên Hà Nội. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản yêu cầu xử lý trường hợp giáo viên trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật. Cụ thể, cùng ngày, Ủy ban Nhân dân quận Lê Trân có báo cáo về kết quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có nội dung liên quan đến trường hợp bà HTT, giáo viên trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thực hiện khai báo y tế không đúng sự thật. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 có ý chỉ đạo như sau. Giao Ủy ban Nhân dân quận Lê Trân xử phạt vi phạm hành chính đối với bà HTT với mức cao nhất theo quy định. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Lê Trân xử lý kỷ luật bà HTT mức cao nhất theo quy định. Trường hợp bà HTT dương tính với COVID-19, yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Lê Trân chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự theo quy định. Trước đó, theo báo cáo của lãnh đạo trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, Tết Nguyên đán 2021, cô giáo HTT có xin phép lãnh đạo trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn để về quê ở Hải Dương ăn Tết, nhưng do diễn biến dịch đang phức tạp nên nhà trường không chấp thuận. Ngày 8 tháng 2, cô T xin ba giám hiệu nhà trường lên Hà Nội ăn Tết cùng người thân. Nhà trường có khuyên cáo do dịch bệnh phức tạp, không nên đi. Sau đó cô T vẫn ở quê ở Hải Dương ăn Tết. Đến ngày 15 tháng 2, quay lại nhà ở Hải Phòng. Lúc này cô Tê khai báo y tế tại phường An Dương, quận Lê Trân, với nội dung cô đã đi huyện Gia Lâm, Hà Nội và về trong ngày. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện cô Tê về quê ở Hải Dương ăn Tết cùng gia đình, nhưng lại khai báo không trung thực. Cụ thể, chiều ngày 9 tháng 2, cô Tê bắt xe buýt từ nội thành Hải Phòng đến ga dụ nghĩa huyện An Dương. Chồng cô đi xe ô tô riêng tới đón tại bên kia chốt kiểm soát cửa ngõ về xã Tân An, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Sáng ngày 10 tháng 2, cô Tê đi chợ nứa mua thực phẩm. Chiều 11 tháng 2, cô Tê lên nhà bố mẹ chồng ở thành phố Hải Dương có tiếp xúc với bố mẹ chồng và em gái rồi về. Những ngày Tết, gia đình cô đóng cửa, không tiếp xúc với ai. Ngày 15 tháng 2, cô giáo Tê được chồng chở bằng xe riêng về ga dụng nghĩa Hải Phòng rồi qua chốt kiểm soát cửa ngõ, bắt xe buýt về nhà ở phường An Dương. Ngày 16 tháng 2, cô Tê đi chợ máy đá ở gần nhà, có đeo khẩu trang, sau đó về nhà. Cô Tê khai báo khi cô đi qua chốt kiểm soát, không có ai bảo gì. Cô Tê đã được đưa đi cách ly tập trung. Qua kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng xác định sức khỏe của cô giáo Tê vẫn bình thường, không ho sốt. Lực lượng chức năng xét nghiệm lần 1 cô giáo T cho kết quả là âm tính với COVID-19. Hải Dương vẫn chưa làm sáng tỏ được nguồn lây ở ổ dịch cầm giang. Đây là điểm được các chuyên gia dịch tễ học đề nghị lưu tâm khi nêu ý kiến tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 2. Ổ dịch tại Trí Linh đã khống chế hoàn toàn, thành phố Hải Dương cần giám sát chặt. Đi sâu phân tích tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Chống dịch của Bộ Y tế tại Hải Dương cho biết, từ ngày mà dịch COVID-19 xuất hiện tại địa phương, ngày 27 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 580 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Dương cho rằng, điều đáng lưu tâm là nguồn lây dịch ở khu vực Cẩm Giàng đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Việc cách ly toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng là để không chỉ giữ an toàn cho địa phương mà cũng là giữ an toàn cho cả nước. Đến nay, các lực lượng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã nỗ lực lớn thực hiện truy vết cách ly tổng cộng trên 14.000 f1 để tách nguồn lây khỏi cộng đồng lấy mẫu xét nghiệm trên 160.000 mẫu gần đây đều lấy trên 10.000 mẫu mỗi ngày tại cuộc họp phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương lương văn cầu khẳng định đến nay ổ dịch tại thành phố trí linh đã hoàn toàn được kiểm soát ổ dịch ở cẩm giang kiểm soát cơ bản còn thành phố hải dương cần tiếp tục theo dõi Bắc Ninh hỗ trợ Hải Dương 1 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, địa phương này hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần cả nước chung tay để lùi dịch bệnh. Số tiền trên được mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh trao cho mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương trong chiều ngày 19 tháng 2. Theo ông Vương Quốc Tuấn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều công nhân làm việc trong các nhà máy khu công nghiệp là người Hải Dương đã đến Bắc Ninh trước thời điểm 0 giờ ngày 16 tháng 2, thời điểm Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, được yêu cầu cách ly tại chỗ ở. Tỉnh Bắc Ninh cũng hỗ trợ 100% tiền phí xét nghiệm cho các công nhân này. Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu những công nhân người Hải Dương đến Bắc Ninh từ 0 giờ sau ngày 16 tháng 2 thực hiện cách ly tập trung, tuân thủ khai báo y tế và theo dõi y tế đúng thời gian theo quy định của Bộ Y tế. Bắc Ninh là tỉnh hàng xóm với Hải Dương, nhiều xã huyện tiếp giáp với các vùng dịch của Hải Dương. Do đó để khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bắc Ninh đã quyết liệt ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở ban ngành thực hiện nghiêm. Đối với những người đã đến hoặc đi từ Hải Dương về Bắc Ninh từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021 trở về trước, nếu đã đủ 14 ngày phải khai báo y tế tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đến khi đủ 21 ngày. Người chưa đủ 14 ngày phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm PCR, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đến khi đủ 14 ngày. Nếu có các triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở, phải liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được khám, tư vấn và theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với những người đã đến đi từ Hải Dương về Bắc Ninh, từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 đến nay, nếu là công dân Hải Dương phải khai báo y tế, bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và đưa trở lại Hải Dương. Nếu là công dân Bắc Ninh thì phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm PCR theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đến khi đủ 14 ngày. Nếu có các triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ trước Tết Nguyên đán, Bắc Ninh đã thành lập các điểm chốt kiểm soát tại các huyện giáp danh với tỉnh Hải Dương, đưa ra các phương án chống dịch quyết liệt để đảm bảo chặn dịch ngay từ cửa ngõ, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc.